Hiện tại thì chưa cứu được ai nha bạn. Hiện tại mình khoảng cứu được khoảng 6 người. Có hai người đã nhảy và hai người đã xuống cầu thang được. À đây không gõ nguyên nhân tại sao bị cháy hả? Nãy đã có hai người nhảy và hai người thoát thân được và hai người đã xuống cầu thang. Sáu người đã ra được. Bên trong còn người không thì hiện tại AD chưa có biết được. Còn mấy người hiện tại AD không có biết được. Các bạn ơi, tiệm giải cháy nên rất là nhiều khói độc. Các lực lượng khó tiếp cận được bên trong nhà nha các bạn. Rất là khó tiếp cận. Tiệm giải cháy. Các lực lượng chức năng rất là khó tiếp cận bên trong vì là tiệm giải cháy khói độc rất là nhiều. Hiện tại 4 người đã đi cấp cứu rồi. Ba căn nhà. Cháy 3 căn nhà nha. Ba giò nước hiện tại đang chữa cháy, đang đứng những nơi khác nhau. Ba vò nước hiện tại đang chữa cháy, đang đứng những nơi khác nhau. Các lực lượng chiến sĩ đang tích cực cứu cháy và cứu người bên trong. Mưa này cũng vô ích thôi các bạn, tại vì này do cháy tiệm giải trong nhà, cho dù mưa lớn ở nào cũng không tắt được. Cháy ở Cà Mau nha. Ở trên kìa. Quá trời rồi. Hiện tại là cháy 3 căn nha các bạn.
phường 7 cháy tiệm vải Hải Dung nha, sau Nguyễn Kim. Ai thiệt mạng thì ở đây chưa có rõ, hiện tại 4 người đã đi cấp cứu. 4 người đã đi cấp cứu. Và thiệt mạng thì ở đây chưa có nắm được. Báo với anh chị em là hai người đã thoát, hai người đã nhảy và hai người đã xuống cầu thang của lính cứu hỏa. Cháy hồi từ 9 giờ nha. 9 giờ. Tiệm vải Hải Dung là đang cháy. Lửa là của tiệm vải Hải Dung. Cái này cháy bên trong nhà nha, mưa lớn cái nào cũng vô hết à. Hiện tại thì theo tình hình thì ở đây chưa thấy ai bên kẹt bên trong, không rõ bao nhiêu người kẹt bên trong. Tiệm vải đã cháy lan tới tầng 3 rồi mọi người. Tiệm vải đã cháy lan tới tầng 3. Mong trời mưa lớn hơn. Vì cái này là tiệm vải dễ gắt, rất là dễ bắt lửa. Tiệm vải rất là dễ bắt lửa. Có người bị kẹt trong nhà không thì ở đây không rõ bao nhiêu người kẹt ở trong. Ba vòi nước lặn các bạn ơi, ba vòi nước, một vòi nước ở trên, hai vòi nước ở đã vô nhà, vô trong nhà rồi, hai vòi vô trong nhà để chữa bên trong trước. Thông báo bạn là phá cửa, hai giò nước đã vô trong rồi, chỉ có hai giò nước ở ngoài thôi. Thank you.
cửa đã cắt rồi, cửa đã phá bỏ cắt rồi. Dập lửa gì chứ lực lượng chức năng đâu có cho mình vô dập đâu, có lực lượng cứu hỏa vô rồi. Hai vò nước đã vào bên trong, chỉ có hai vò nước để ở ngoài thôi, xịt vô thôi. Hai vò nước đã vô bên trong rồi. Lên tới trên luôn. Thank you.
đề nghị đây quản trị viên xem lại những chân cho mình nào mà không đúng phá luôn nha cho mình nha. Đã cháy hết nguyên căn nhà tầng 3. Vì đây là tiệm giải lớn nên bắt lửa rất là nhanh, bắt lửa rất là nhiều các bạn. Rất là mùi khó chịu từ quả ra các bạn. Thank you.
phải nhắm chiếc xe cho mấy này đứng lên mất. Xuống nè, xuống mấy đây. Xuống nè, xuống nè. Phải thấy rồi, phải thấy cho đứng đứng lên á. Còn một cái giò còn nước các bạn ơi, chỉ còn một bình nữa. Các bạn, tình hình là mưa lớn thì cũng giúp được anh em cứu hỏa và mọi người, mà lửa bên trong thì rất lớn, bên trong là giải rất là nhiều, một kho giải bên trong chỉ nhất là tầng ba là nơi chứa giải rất là nhiều, tầng ba đang cháy lớn. Hiện tại từ tầng 1, tầng 3 đều đã cháy hết, lửa rất là lớn vì giải bên trong rất là nhiều. Các em lính cứu hỏa đã cắt xong thang cuốn rồi, đã cắt xong lỗ hổng để đưa truyền vô mà lửa bên trong rất là lớn. Rất là nhiều vải, rất là khó dập. Tất cả các thang cuốn thì anh em cứu hỏa đã cắt bỏ và đưa vòi nước bên trong rồi. Shop phường 7 Nguyễn Dung nha. Mày có trái cái bên cho mượn lại. Có giống chuột cái nhà.
thông báo với mọi người tất cả trong chỗ cháy đã ra hết, đã thoát ra hết rồi. Hiện tại thì lửa tầng 1, tầng 2, tầng 3 đang cháy rất là lớn. Thông báo với mọi người lần nữa là tất cả mọi người đã được ra khỏi an toàn. Hiện tại bên trong không còn ai kè cả, đã ra hết rồi. Cái bên đã bắt lửa cháy rồi. Bên nó bị cháy do chủ nhà không cho lấy tài sản ra nên đã bị cháy lan. Người nhà không chịu cho lấy tài sản ra nên đã bị cháy lan qua. Thank you.
đã cháy tiệm vải kế bên nha, tiệm vải kế bên đó đã có tình huống bắt lửa qua. Các anh em cứu hỏa đang chữa lửa bên trong. Chưa cho khiêng đồ nha các bạn, chưa cho khiêng sạp vải ra, tiệm nhà cái bên là tiệm vải luôn. Nguy cơ bị sập tường nha các bạn, sập tường, có nguy cơ sập tường. Tất cả lính cứu hỏa đã rút ra, đã lên tầng trên rồi, ở dưới có nguy cơ bị sập. Thông báo các bạn chủ nhà không cho lấy giải ra. Hiện tại thì không có người nào bị kẹt cả.
thông báo các bạn là đây là tiệm giải rất là dễ bắt lửa và cháy rất là lâu. Ngọn lửa phía dưới đầu nguồn thì đang rất là tích cực dập lửa nhưng mà không tắt được do rất là nhiều vải. Nguyên nhân cháy ở đây chưa rõ nha. Bây giờ là không có lấy, không ai dám lấy đồ ra được các bạn ơi, tường sắp có nguy cơ sắp sập, không ai dám vô sâu bên trong. Thank you.
Ở đây chuẩn bị kết thúc like nha mọi người, sắp hết bên này, chỉ còn 2% thôi. Thank you.